Nhân sâm tác dụng lên hệ miễn dịch. Sức khỏe tổng thể của bạn phụ thuộc vào khả năng chống lại bệnh tật của hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch là cách cơ thể chống lại những kẻ xâm lược, chẳng hạn như virus, vi khuẩn và nấm có thể gây bệnh. Nhân sâm đã được chứng minh là làm tăng số lượng tế bào tiêu diệt tự nhiên, NK chống nhiễm trùng và các tế bào bạch cầu. Các mẫu máu được phân tích sau một tháng sử dụng nhân sâm thường xuyên cho thấy một loạt các tác dụng tích cực, lợi ích tăng cường miễn dịch thậm chí còn lớn hơn sau 2 tháng. Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, được thực hiện từ 1975 đến 1980, hơn 60.000 công nhân tại nhà máy sản xuất Otovolsky ở Liên Xô đã được uống chiết xuất nhân sâm Siberia hàng ngày trong vài tháng. Sức khỏe tổng thể của công nhân được cải thiện và họ nghỉ làm ít ngày hơn. Các nghiên cứu tương tự với các loại nhân sâm khác đã được thực hiện trên các tài xế xe tải đường dài của Liên Xô cũng cho kết quả ấn tượng. Những con vật được cho uống nhân sâm và sau đó cho nhiễm vi khuẩn gây bệnh được phát hiện ít có khả năng bị bệnh nặng hơn những con khác. Tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhân sâm có thể tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách tăng số lượng tế bào bạch cầu bảo vệ và kháng thể hoạt động như tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại bệnh tật. Các nghiên cứu được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Thuốc Trung ương ở Lucknow, Ấn Độ, cho thấy rằng các loại nhân sâm thậm chí có thể kích thích cơ thể sản xuất nhiều interferon, một loại protein bảo vệ kháng virus. Nghiên cứu được thực hiện tại khoa dược tại Đại học Milan, Ý, đã phát hiện ra rằng những người khỏe mạnh sau khi dùng nhân sâm trong 8 tuần, có hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn, có khả năng chống lại vi khuẩn có hại, tế bào ung thư và những vị khách không mong muốn khác trong cơ thể so với những người dùng giả dược.